king size bed and a view. Okay, I'll do it again. In a chicken wing studio. Hello, xin chào cả khán giả của SKK. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Hôm nay thì Kê sẽ cho mọi người xem một tiểu phẩm vô cùng hay ho và thực tế về một đoạn hội thoại book phòng bằng tiếng Anh với bạn đồng nghiệp của Kê. Và trong vlog lần này thì Kê cũng sẽ chia sẻ một số những cái tips mà Kê đúc kết lại được để giúp cho các bạn học trong ngóng khách sạn có thể book phòng cho khách nhanh hơn này và hiệu quả hơn. Kê làm vlog lần này thì không chỉ với mong muốn là sẽ giúp đỡ những bạn học ngành khách sạn thôi đâu, mà còn có mong muốn là sẽ giúp đỡ tất cả mọi người nữa, đặc biệt là khi mà mọi người đi ra nước ngoài, đi du lịch ý, mà phải book phòng bằng tiếng Anh. Và trước khi mà Kê cho mọi người xem cái đoạn hội thoại sắp tới đây này thì Kay cũng có một cái disclaimer nho nhỏ. Thực ra cái đoạn hội thoại này thì là do Kay với cả anh đồng nghiệp của Kay chém gió ra. Cái này nó là một bài tập mà Kay đã phải quay tại chỗ làm việc của mình và nộp lên trường. Ngữ cảnh ở đây thì là một khách sạn 4 sao này. Mặc dù là khách sạn 4 sao nhưng mà bọn mình có một cái văn hóa khá là casual, thân thiện nhưng mà vẫn đảm bảo được độ lịch sự với khách. Đó, thế nhé. Và bây giờ thì show time. Good morning. Thank you for calling Elephant Hotel Reservations. Kayla speaking. How may I assist you today? Oh, good morning. I would like to make a reservation for two adults, mm-hmm. two nights in this upcoming mm-hmm. weekend, please. Sounds great. Just give me one moment here. And so, will it be for checking in on September the 2nd and checking out on the 4th? Yes, that is correct. Perfect. Let me take a look at our availability for you. Do you have any preferences for the room? I will be traveling with my wife, so I want to have a nice room with one bed and a view of the water, please. Wonderful. Located in the chicken wing, which is a newer wing of the hotel, mm-hmm. we have the chicken wing studio with a king-size bed and a view of the mm-hmm. water available at the rate of $540 before taxes based on double occupancy. Mm-hmm. This room has a larger balcony with patio furniture, as well as the 5-piece bamboo bathroom mm-hmm. with a deep soaker tub and a separate glass shower stall. Wow! That sounds lovely. I think my wife would love to stay in that room. Mm-hmm. It is actually a really beautiful room mm-hmm. with a view of the water. So it sounds like something you would like to book with us. Shall we go ahead and book you in? Yeah, sounds good to me. So first of all, I would need some of your information. May I have mm-hmm. your last name, please? My last name is Fernandez. It's F-E-R-N-A-N-D-E-S. Perfect. And your first name? And my first name is Bruno. Is that Bruno? Oh yeah, that is correct. Perfect, thank you. And what is your phone number? It is 250-665-3111. And would you like me to send you a confirmation email? Yeah, that would be great. And where I can send that to? So my email address is bfernandez12@gmail.com. Let me repeat your email address for you. I just want to make sure I got it right. So it is bfernandez12@gmail.com. That is correct. Thank you. And there are a few things that I would like to mention to you upon mm-hmm. your arrival. Our cancellation policy is 24 hours prior to the check-in time, mm-hmm. and the check-in time is guaranteed at 4 p.m. Okay, that's good to know. And currently, we're not offering any daily housekeeping services, which mm-hmm. means that our housekeeping team will not be entering your room. If you need any extra amenities mm-hmm. during your stay, please feel free to let the front desk team know, and they will be happy to bring those requested items mm-hmm. to the front door of your room for you. Besides, our on-site restaurant is open for breakfast, happy hour, mm-hmm. dinner, and in-room dining service during your stay. Making a reservation ahead of time is definitely recommended, mm-hmm. especially during this time of the year. And finally, our indoor heated swimming pool and fitness facilities mm-hmm. are open for you while you're staying here with us. Okay, sounds good to me. Perfect. And for now, we just need your credit card number to secure your reservation. Oh yeah, for sure. Just a second. Mm-hmm. Yeah, that is 1234567843214321. And 8765. And the expiry date? Expiry is 0223.
Thank you, Bruno. So let me go over your reservation before we hang up. Mm-hmm. So I have you checking here with us on September the 2nd, mm-hmm. which is the Friday afternoon, staying for 2 nights, mm-hmm. checking out on September the 4th, which is a Sunday morning for 2 adults. Mm-hmm. You'll be staying in the Chicken Wing Studio with a king-size bed and a view of the water. And with our best rate available, it would be $540 per night before taxes. Awesome. Perfect. So that all set, I will go ahead and send you the confirmation email, mm-hmm. and you should receive it in the next 5 minutes or so. Okay, sounds good to me. And is there anything else that I can assist you with today? Nope, that is all good for today. Thank you so much for your help, Kayla. You are very welcome. I hope you have a wonderful rest of your day, and I look forward to welcoming you and your wife shortly. Sounds good. We'll see you then. Have a good one. You too. Bye for now. Sao? Mọi người thấy sao? Nếu mà thấy hay này và vui này thì comment phía dưới cho mình biết nhé. Và bây giờ thì Kay sẽ đi vào từng phần chi tiết hơn này, kèm theo đấy là sẽ chia sẻ một số những cái tips mà Kay đúc kết lại được nhé. Trước khi mà Kay đi vào từng phần của đoạn hội thoại này thì Kay cũng muốn cho mọi người có một cái nhìn bao quát hơn về việc là tại sao Kay lại hỏi quý ngài Bruno hay là anh đồng nghiệp của Kay những câu hỏi như thế, và cũng như làm sao để giúp mọi người có thể hoàn thành tất cái thủ tục booking một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thì có hai điều mà bọn mình cần chuẩn bị trước, và điều thứ nhất chắc chắn là việc cần phải hiểu rõ cái hệ thống booking, hệ thống reservation của khách sạn mình. Ở khách sạn mà Kay đang làm hiện tại thì dùng một cái hotel management system khá là nổi tiếng tên là Opera, chắc là có thể mọi người cũng nghe rồi. Cái hệ thống này nó tạo ra những cái step để giúp cho reservations hoặc là front desk, những người book phòng như tụi mình có thể book phòng cho khách một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều thứ hai mà mình cần chuẩn bị trước thì chắc chắn là một cái mẫu đơn đặt phòng cơ bản để làm nền tảng dùng cho mọi trường hợp. Đối với Kay thì cái mẫu cơ bản đặt phòng này nó như một cái công cụ và là một cái nền tảng để giúp Kay có thể trở nên flexible này và tự tin hơn trong mọi trường hợp khi mà mình nói chuyện với khách. Cái công nhận là mỗi một vị khách ý, thì chắc chắn là không có ai giống ai rồi. Thì nhưng mà cái việc mà chuẩn bị sẵn và có sẵn trong mình một cái mẫu đặt phòng cơ bản như này ý, thì đã giúp Kay lấy được những cái thông tin cơ bản để có thể hoàn thành tất thủ tục đặt phòng. Cái khung mẫu check-in cơ bản này thì không phải tự dưng ngồi mà Kay nghĩ ra luôn được đâu, mà nó là sự đúc kết của rất rất nhiều những bài học và những sai lầm. Đấy. Sau khi mà chúng mình đã chuẩn bị kỹ được hai cái điều này thì bây giờ chúng mình sẽ đi sâu hơn này và phân tích nhiều hơn về cái cuộc hội thoại đặt phòng cho khách qua điện thoại nhé. Tôi sẽ chia làm 3 phần chính để giúp mọi người dễ hiểu hơn nhé. Phần thứ nhất đó chính là phần greetings, đó chính là cái phần mà chào hỏi dạo đầu này, tìm hiểu xem là khách đang muốn gì ở mình. Good morning, thank you for calling Elephant Hotel Reservations. Kayla speaking. How may I assist you today? Thì bình thường Kay sẽ nói là good morning, good afternoon, good evening. Thank you for calling. Tên khách sạn Elephant Hotel Reservations, cái department của mình, tên của mình, Kayla speaking, how may I assist you today? Or what can I do for you today? Cái cụm này có nghĩa là cảm ơn quý khách đã gọi cho khách sạn của chúng tôi, department của mình này. Kay thì là một reservations department cho nên Kay sẽ nói là reservations, Kayla speaking. Và nếu như mọi người làm ở front desk thì mọi người thay đổi từ reservation thành từ front desk. Sau khi mà mình đã chào hỏi khách xong ấy thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái chuyên mục là tìm hiểu xem là khách muốn gì. Dựa theo kinh nghiệm làm việc của Kay thì đa số là khách sẽ không nói chuyện bài bản giống như là Kay với cả anh đồng nghiệp nói chuyện với nhau đâu. I would like to make a reservation for 2 adults, 2 nights in this upcoming weekend, please. Mà mọi người nói chuyện kiểu rất là lòng vòng luôn ý. Nếu mà như thế, vậy thì làm sao để có thể nắm được những thông tin cơ bản cần thiết đây? Kay có 4 điều, mọi người nốt lại nhé. Cái thứ nhất đó chính là ngày check in này. Thứ hai đó chính là ngày check out để mình biết xem được là khách sẽ ở trong vòng bao lâu. Thứ ba đó chính là bao nhiêu người ở. Thứ tư là khách cần bao nhiêu phòng và nếu mà có nhu cầu gì thêm về phòng không. Các câu hỏi mà Kay thường dùng để hỏi để có thể nắm được 4 thông tin cơ bản cần thiết này thì nó sẽ còn tùy vào trường hợp và các hoàn cảnh khác nhau nhé. Nếu mà ngay từ đầu ý mà khi mà mới bắt đầu nói chuyện với khách và khách đã tỏ ra là kiểu ơi anh ở đây nhiều rồi, cái phòng đấy thì Kay sẽ thường cố gắng tìm cái thông tin về history stay của khách ở trong cái hệ thống reservation system của mình. Kay sẽ đặt câu hỏi cho khách như sau: May I have your last name please? I'm trying to locate you on our system, or I'm trying to look you up on our system. Và nếu mà khách không nói gì nhiều thì mình có thể hỏi những câu hỏi như sau: Have you stayed with us before? Have you ever chance to look at our rooms online? Do you have any particular rooms categories in mind? Và có thể hỏi một cách dễ hơn là Do you have any preferences for the room? Và sau đấy thì mình có thể hỏi những cái ngày check in check out của khách bằng những câu hỏi ví dụ như là What dates are you traveling? What dates are you interested in staying here with us? How many people will be staying in total? How many guests will be staying in the room? Trong những cái lúc mà mình đặt câu hỏi như thế và nghe khách trả lời thì mình sẽ lắng nghe thật là kỹ. Mình
có thể nốt lại này và tìm xem là mình có những cái phòng nào available để có thể offer cho khách. Trong lúc tìm phòng thì mình có thể nói những câu như sau: Please hold on for a moment, let me take a look at our availability for you. Nếu mà khó quá thì nói là let me take a look for you. Và trong những trường hợp khi là khách book quá nhiều phòng cùng một lúc và mình cảm thấy dối quá rồi, mình kiểu hang on, thì mình sẽ nói với khách những câu như sau: Would you mind if I put you on a brief hold? Or can I just put you on a hold for a moment? Thì câu đấy có nghĩa là bạn có thể chờ tôi một chút được không, và tôi sẽ quay lại sớm thôi. Và sau khi mà Kay đã tìm ra được cái căn phòng mà khách sẽ cần, thì Kay sẽ nói là: Wonderful, located in the chicken wing, which is a newer wing of the hotel. We have the chicken wing studio with a king size bed and a view of the water, available at the rate of $540. Ở đây Kay muốn chia sẻ cho mọi người một cái trick. Và cái trick đấy thì Kay hay gọi là cái trick kẹp bánh mì. Uầy, tự dưng nhắc tới bánh mì thấy bánh mì quá. Bước đầu tiên là Kay sẽ giới thiệu về cái phòng, những cái amenities, chính xác là những cái mà khách đang tìm. Sau khi mà nói cái đấy được giữa chừng xong ấy, thì Kay sẽ chèn giá phòng vào. Và sau khi mà chèn giá phòng xong ấy, thì Kay không muốn kiểu để một cái khoảng trống không để cho khách trả lời, thế nên là Kay sẽ chèn tiếp một cái đoạn nữa và nói về một cái đặc điểm nổi bật của cái phòng này. Nó gọi là tip kẹp bánh mì, để giúp cho khách quên đi cái giá phòng hơi mắc một tí. Có một cái tip nữa ở đây mà Kay muốn chia sẻ, đó chính là cái việc mà dùng lại cái từ mà khách nói để cho khách cảm thấy là mình đang thực sự lắng nghe khách. Thì ở đây Kay có nói là: We have the chicken wing studio with a king size bed and a view of the water. Và từ đúng của khách sạn của Kay dùng ý thì không phải là a view of the water mà là the harbor view. Nhưng mà để cho khách cảm thấy là kiểu we're on the same page, Kay nghĩa là mình hoàn toàn có thể dùng những cái từ đồng nghĩa mà khách dùng, miễn sao là nó không sai lệch thông tin vốn có là được. Và tiếp theo, khi mà mình cảm thấy là khách đang có vẻ nghiêng nghiêng về cái sự lựa chọn này ấy, thì mình phải làm gì tiếp theo? Phải chốt ngay, phải nắm được ngay mọi người ạ. Thì bình thường ấy, Kay sẽ nói những câu như sau: So it sounds like something you would like to book with us. Shall we go ahead and book you in? Thế là xong phần thứ nhất, chính xác là phần khó nhất rồi mọi người ạ. Sang đến phần thứ hai, phần thứ ba thì siêu dễ luôn, mình đảm bảo. Ở phần thứ hai này thì mình sẽ đặt những cái câu hỏi để hỏi khách về những cái personal information của họ, tức là những cái thông tin cần thiết mà mình cần hỏi khách để có thể hoàn thành tất cái thủ tục đặt phòng cho khách. Và tất cả những cái câu hỏi mà Kay hỏi ở trong cái đoạn hội thoại với cả quý ngài Bruno ấy, đều là dựa theo trên hệ thống reservation của Opera System hết. Tức có nghĩa là hệ thống Opera để chống những cái khung nào, thì Kay sẽ đặt những cái câu hỏi để có thể kiếm được câu trả lời và điền vào những cái chỗ trống đấy. Đầu tiên thì Kay sẽ hỏi khách last name, first name. So first of all, I would need some of your information. May I have your last name please and your first name? Và nhớ là nếu mà bọn mình không nghe được tên khách ý, thì đừng quên là hỏi can you spell it out for me? Sau đấy thì Kay sẽ hỏi về số điện thoại của khách này và email của khách, nếu như mà khách muốn mình gửi cái confirmation của cái booking của khách về tới email của họ. And what is your phone number? And would you like me to send you a confirmation email? Yeah, that would be great. And where I can send that to? Và trước khi mà Kay đi tới cái bước quan trọng cuối cùng, đó chính là cái bước lấy thẻ của khách để có thể gọi là secure cho cái đơn đặt phòng của khách, thì Kay cũng muốn dặn khách trước một số những cái điều quan trọng mà họ cần được biết và có thể sẽ nên biết. Thì cái đầu tiên chắc chắn là Kay sẽ nói về cái cancellation policy của khách sạn của Kay. Và tiếp theo thì Kay sẽ nói thêm một cái thông báo gì đấy rất là quan trọng của khách sạn, nếu có mà Kay nghĩ là khách cần được biết. Ví dụ như ở đây thì là đang giữa thời điểm sau Covid, khách sạn của Kay vẫn chưa có thể có đủ nhân viên để provide housekeeping service cho khách được, cho nên cái đấy là cái mà Kay cần phải thông báo. Và tất cả những cái điều này thì là để giảm thiểu được những cái complaint trong lúc mà khách tới ở trong khách sạn của mình. Sau khi mà lấy được thông tin thẻ ngân hàng của khách xong, thì Kay sẽ đi highlight một số những cái thông tin quan trọng, thì những cái dịch vụ mà khách sạn của Kay cung cấp trong lúc mà khách ở, ví dụ như là khách sạn có bể bơi này, có spa này, hoặc là nhà hàng mở vào mấy giờ, thì những cái đấy là những cái thông tin mình có thể thông báo qua với khách. Phần thứ ba cũng chính là phần cuối cùng rồi mọi người ơi, thì chính xác là Kay sẽ đi qua toàn bộ những cái thông tin book phòng của khách với khách để cho hai bên đều hiểu rõ là mọi thứ đã chính xác. Và sau khi mà khách đã cảm thấy là ok, tất cả mọi thứ đã đúng hết rồi ấy, thì mình có thể hỏi thêm một cái nữa là: Is there anything else that I can assist you with? Do you have any other questions for me? Nếu như mà khách không có câu hỏi gì nữa và khách đã kiểu ok hết rồi ấy, thì bình thường Kay sẽ nói là: Then we'll look forward to welcoming you and your family shortly. Or see you in the next few days. Or see you in July, August, September. Ok, thì bây giờ Kay sẽ tổng hợp lại 3 bước ngắn gọn cơ bản cho mọi người này. Bước thứ nhất đó chính là greetings, chào hỏi khách này. Và mình sẽ lấy được 4 cái thông tin cơ bản từ khách. Cái thứ nhất đó chính là ngày check in, ngày check out, để biết xem là khách muốn ở trong bao lâu này. Cái thứ ba đó là bao nhiêu người ở. Cái thứ tư đó là khách cần bao nhiêu phòng và nếu mà có nhu cầu gì thêm về phòng không. Và chắc chắn là sau tất cả những cái này thì mình sẽ offer cho khách là mình có những cái phòng nào còn trống này, và sau đấy là chốt. Bước thứ hai thì mình sẽ lấy những thông tin cơ bản từ khách: họ, tên của khách này, thẻ ngân hàng này,
thấy ngân hàng là phải nhớ nhé. Và sau đấy thì mình highlight những cái dịch vụ mà khách sạn của mình cung cấp cho khách trong quá trình khách ở đây. Và nếu như mà có những cái thông tin gì mà khách cần biết trước khi mà check in ở khách sạn mình không, thì cũng có thể đề cập luôn trong lúc book phòng cho khách. Bước thứ ba đó chính là mình rào qua rào lại, đi qua đi lại một lần nữa để chắc chắn là khách và mình on the same page, tất cả mọi thông tin đều chính xác. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã coi tới những giây phút cuối cùng của Check Vlog ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một ngày vui vẻ và chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhé. Ok, take care everyone. Bye bye.